không? Cha em hả? À, cha để ăn đi. Không. Không ăn hả? Không. Em ở giờ không có chỗ nấu ăn. Ảnh cho mình một con cá nhưng mình đâu có cái chỗ nào để mình nấu ăn đâu. Đang đi một cái cuộc hành trình để quay cho anh em xem chứ đâu có thời gian mà để nấu ăn được. Phía sau lưng bên đây là một tàu cá của Bình Định. Đấy. Ghe dài lắm anh em ơi. Đó, anh em hay yêu cầu mình đi quay có gặp ghe lưới quay đêm của Bình Định thì nhớ quay lại cho anh em xem. Thì bữa nay mình sẽ quay lại cho anh em xem nha. Hình như đứng ở trên cảng này mình sẽ quay xuống tàu nó rõ hơn lên ở trên tàu. Lên ở trên tàu thì nó hơi cận cảnh cho nên là mình quay nó cũng không ok lắm, nó không có bao quát gì cái thước phim cho lắm. Mình sẽ đi ra từ khu vực sau lái để quay tới cho anh em xem. Đây. Đây, lưới rút tàu cá lưới rút Bình Định. Ghe dài quá anh em ơi, hai tầng lầu cabin, trang bị có xíu điện à. Ở đằng kia mình ghe nó che mất cái số niềm rô, ghe nó đậu ở trong cảng cứ kính nhau cờ nhau anh em, cho nên là nó che mất cái số ghe, thấy không rõ. Đây, mầm lái này chành bành luôn, ghe đang bắt cá nè. Đó, anh sử dụng lái nhông mà không phải lái trời lực ha, lái nhông, lái cơ nhông, một máy trong điện một máy chạy, trong mô nó nổ ồn. Ở đây máy ảnh có bóc đáy cây cho nên có máy xây đá nè, kìa vô cần kế. Dàn lưới anh này, dàn lưới anh này nhìn nó nhiều nè. Ôi, dàn lưới anh này lớn anh em. Đó, nhưng mà phao cái chút thôi, phao cái nhỏ, phao không có lớn. Phao đầu nhẹ, hai cái máy kéo, một cái ở đằng kia tầm mét, cái này tầm 7-8 tấc gì đó. Hai máy kéo, hai máy bên lưới đang cân cá nè, đang cân cá nè. Đó, cá lưới đi khơi vô nè anh em, cái màu nó rất là xấu ha. Cá này cân xong rồi đi phân bổ đâu tiêu thụ cho hết cái lượng cá này, chắc chắn cá này phân bổ cho các cái dân mà gọi là ăn cá chuyên nghiệp thì họ không có mua rồi. Cá đi khơi đã gần cả tháng trời mới vô bờ. Hello anh.
Đó, dàn phen của mấy anh em khai thác ngờ khơi, dàn phen rất là nhẹ ha, dàn phen nhẹ hiu, phen 10kg, 12kg, nhưng mà thích cái trụ cáo dở sờ, trụ cáo chắc mặt 50 năm mấy á, trụ cáo dở sờ ghe bạch trần. Wow. Đi xuống giữa tiếu anh em ơi, xuống giữa tiếu. Đấy, mình đang đứng ở trên ghe quay luôn cho anh em xem. Đấy, cảnh anh em đang cân cá nè. Mình đứng ở khu vực đây chính, ghe ở đằng sau nó hơi ồn. Sau máy nó còn nổ nên nó hơi ồn mà nè. Đó, nè, cabin. Cabin 2 tầng lầu. Thấy thúng anh khuyên lên tốt, kéo lên tốt trên mũi tên nhỏ, trên cái lồng nhỏ ở trên luôn. Bọt một cái nhỏ gơ ha, giúp cỡ bọt một cái tí xíu đâu hút nước rồi, cái tí xíu à. Lưới, đóng lưới dở sợ, đóng lưới anh em, đóng lưới dở sợ luôn. Ồ gì đây, ủa vừa làm vừa uống bia luôn à anh em, vừa làm vừa uống bia luôn, như anh em bạn tàu, anh em bạn tàu ở trên tàu á, chứ không phải là mấy anh em bốc xếp. Anh em bạn tàu vừa làm vừa uống bia luôn. Sang dở sờ. Trời ngang khô bách luôn. Anh chủ tàu là anh nào? Anh mấy anh em trên tàu lên là tự làm hết trơn. Không nổi nãy cầm lon bia leo đâu mất tiêu rồi. Cabin lồng này ở trên nhìn nó thoáng quá nè, nhìn thấy quan sát nó rõ. Đi qua phía bên này thử chút ha. Máy ở dưới nổ ồn quá, như đang nổ máy phát điện chứ không phải máy chạy. Ghe lưới nè, dàn lưới bự, ghe này dàn lưới lớn nè nè. Biết phen là đi máy sải cái, nhưng mà dàn lưới này lớn. Dàn phen thì hầu như là tương nhau, chứ không có ông nào nhiều phen hơn ông nào. Dàn đồ ở nhẹ. Dàn đồ anh này cái phen lớn, anh sắp cái lớn cái nhỏ. Nhưng cái 10 còn cái 12. Máy này chắc đi phen thưa quảng ha. 8 chân sải không? Cha em hả? Không. Không. Em ở giờ không có chỗ nấu ăn. Ảnh cho mình một con cá, nhưng mình đâu có cái chỗ nào để mình nấu ăn đâu. Đang đi một cái cuộc hành trình để quay cho anh em xem, chứ đâu có thời gian mà để nấu ăn được. Cumin 7,5 K19.
750 K19 nè anh em. Nhìn cái máy hấp dẫn á. Anh đang nổ cái máy chì điện, máy Daewoo 2366. Đây ở trong cái khu bồn lái của anh em nè, và cái khu sinh hoạt của anh em nè. Đấy. Ồ. Nói bù luôn, chằng chịt đủ mọi thứ. Cái tàu cá lưới rút của mình vay sáng giờ là cân khoảng tầm 40 tấn, bây giờ vẫn còn cân luôn nha anh em. Bây giờ vẫn còn cân luôn, tầm 40 tấn anh em ơi. Dỡ sợ cái lượng cá không anh em? Ảnh vô đợt này là tầm 40 tấn mà trên phải là trên 40 tấn, nhưng mà mình có tâm sự với ảnh, ảnh nói là bây giờ mà ra nữa là cũng là bứt đá đi vô thôi. Neo trúng cái điểm cá rồi anh em ơi, là gọi là có một ghe đang ngồi đó, gọi là ảnh, nói chung anh em hay gọi là ghe cò đó. Ở ngồi đó là đang trực sẵn ở ngồi đó ha, neo ở dự điểm anh em.